Chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng .com. Trong video này mình sẽ cùng quý khách hàng, quý vị đánh giá trải nghiệm chiếc xe đạp rất là độc lạ, kiểu dáng độc lạ, bánh chỉ có 20 inch và là xe đã qua sử dụng tại Nhật Bản, mang thương hiệu là Caribo. Và chiếc xe này thì kiểu dáng khá là độc lạ và được làm rất là nhiều chi tiết bằng nhôm, có trọng lượng rất là nhẹ, khung được làm toàn bộ bằng nhôm, ghi vuốt bằng nhôm hết và bánh cỡ 20 inch. Đây không phải là chiếc xe của cho trẻ con mà đây là chiếc xe cho người lớn đi, trẻ con cũng đi được và người lớn cũng đi được. Đấy. Nhưng mà là bánh 20 inch mà thôi, tức là cái bánh nó sẽ nhỏ hơn các cái xe đạp cho người lớn thông thường, vẫn đi bình thường, vẫn đi cho quý vị đi bình thường, nhưng mà chỉ là bánh nhỏ thôi. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho các cái quý vị mà thích sự độc lạ, thích sự độc lạ và phá cách. Cái công dụng thứ hai là nó giúp cho quý vị có thể bỏ vào chiếc ô tô của mình một cách dễ dàng để di chuyển ở những nơi mà ngoại tỉnh mà không có phương tiện di chuyển cá nhân như là xe ôm, taxi khác ngoài cái chiếc ô tô của quý vị. Bởi vì nhiều khi là chúng ta đi ở những cái tỉnh xa thì ô tô đến cái nơi đó thì ô tô không thể vào nữa và bắt buộc chúng ta phải đi bộ hoặc là di chuyển bằng một cái chiếc xe nhỏ hơn. Thì rất là chiếc xe này rất là phù hợp với những cái trong cái tình huống như vậy. Xe thì được trang bị bánh 20 inch, bánh men 20 inch và trang bị phanh phụ phanh V, phụ phanh V bánh 20 inch. Xe có trang bị cả chắn bùn nguyên bản của chiếc xe luôn, lốp còn rất là mới và lốp gai lớn dạng cho rất là bám đường, gai rất là lớn luôn. Đằng trước có logo của hãng, trông là một con tuần lộc rất là đẹp. Hốt tăng và ghi đông đều là bằng nhôm trắng. Tay vặn chuyển số 6 cấp độ của hãng Shimano Nhật Bản. Đây, như bạn thấy thì xe đã qua sử dụng tại Nhật nên là có những cái nhãn mác của bên người Nhật sử dụng. Màu đen, sơn zin nguyên bản. Xe có một đĩa. Thường thì những cái xe mà bánh 20 này mà dáng nhỏ này thì chỉ cần một đĩa thôi. Và 6 lít đằng sau của chuyển động là Shimano Tourlay. Một chuyển động Shimano Tourlay. Chắn bùn đằng sau luôn, trang bị phanh V. Đấy, xe này rất là gọn, nhẹ. Nếu mà quý vị mà có cái xe 7 chỗ là tống gập ghế tập gập hàng ghế cuối cùng vào là quý vị có thể cất được chiếc xe này một cách dễ dàng vào hàng ghế sau của chiếc xe 7 chỗ, là hoàn toàn có thể cất được xe và để đi trong phố cũng khá là tiện, trông rất là người đó phá cách độc lạ và để đi cà phê cuối tuần cũng rất là ổn. Thì giá của chiếc xe này chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng và nếu quý vị biết muốn biết chính xác giá của xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại dưới video và chúng tôi sẽ biết cho quý vị biết những cái phụ kiện và những cái ưu đãi được hưởng khi quý vị tiến hành mua xe tại xe đạp Hải Phòng .com của chúng tôi. Nếu quý vị quan tâm đến xe thể thao nói chung thì quý vị hãy đăng ký kênh và ấn like video ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Kèo qua lại quý vị.